tổng hợp 3.000 cây thuốc đông y, tập 14, 1, cỏ voi, cỏ voi, cây trường, tên khoa học Panicum Samentum Rock, thuộc họ lúa, hoa C, mô tả, cây thảo sống dai. Thân phân cạnh có khi rất dài, ngã xuống, phân nhánh, phình lên và đâm rễ nhiều hay ít ở các mấu. Lá trải ra, hơi nhọn, tròn hay hình tim ở gốc, có nhiều gân. chùy hoa trải ra, dạng tháp hay hình trứng, phân nhánh thưa, có nhánh dạng sợi gần như mọc vòng. Bông nhỏ dạng trứng, có lông mi, dài 1,5 đến 2 mm. Quả thóc thuông. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba panici samento. Nơi sống và thu hái, loài này phân bố khắp các nước nhiệt đới châu Á. Ở nước ta, cỏ voi mọc phổ biến ở ven rừng, đến độ cao 500 m từ Hà Bắc vào đến Kiên Giang, Phú Quốc. Công dụng, chỉ định và phối hợp, lá và hạt làm thức ăn tốt cho gia súc ăn cỏ. Ở Malaysia, rễ được dùng như thuốc kích dục, cũng được dùng nhai ăn với trầu. Cỏ voi dùng phối hợp với nhiều loài khác cùng họ lúa nấu lên làm thuốc cho phụ nữ bị đau bụng kinh uống. 2. Cỏ vỏ lúa Cỏ vỏ lúa, ban tròn, tên khoa học Hybricum Uralumbus. Ham F.G. Don, H. Patulum Thun Et mu thuộc họ Măng Cục, Colusia Mô tả, cây dưới bụi cao 0,40 đến 1 mét thân và cành hình trụ, có vỏ đỏ. Lá trải ra trên một mặt phẳng, khá nhiều, xoan hay xoan thun, tù hay nhọn ở đầu, có cuốn rất ngắn, màu lục ở mặt trên, màu nhạt hơn ở mặt dưới, có điểm tuyến. Dài 3 đến 5 cm. Hoa vàng, to, xếp 3 đến 4 cái thành ngù, quả nang hình trứng dạng nón, dài 12 mm. Hạt hình dải, hơi cong, có mũi nhọn hai đầu hơi khiến ngang, dài 1,5 mm bộ phận dùng toàn cây heba hippri urali nơi sống và thu hái rất phổ biến trong các sa vang cây bụi của miền thượng du bắc việt nam cũng gặp ở miền trung còn phân bố ở ấn độ nam trung quốc tính vị tác dụng có tác dụng thanh nhiệt giải độc hoạt huyết chỉ huyết chống ngứa công dụng chỉ định và phối hợp đồng bào miền núi của nước ta lấy lá vò ra ngâm vào nước để cho lắng lấy nước trong ở phía trên để rửa mắt cho những da cầm bị mù mắt. ở Ấn Độ, người ta sử dụng hạt xem như thơm và kích thích. ở Trung Quốc, cây được dùng chữa viêm gan cấp và mạng, phụ nữ băng huyết, dùng ngoài rửa viêm da, ngứa lở ngoài da. Để dùng làm thuốc giãn gân, lợi sữa, lợi tiểu. ba cơi, cơi, ngón, tên khoa học Ferocaridontines, phơi răng. đốt, thuộc họ hổ đào, Uganda. mô tả cây nhở leo cao 5 đến 10 mét, các nhánh có màu nâu và lỗ bị nâu xám. Lá kép lông chim có 3 đến 6 đôi lá chét mọc đối hay gần đối, mệt lá có răng cưa, răng có tuyến, mặt dưới lá hơi có lông, các lá chét càng lên càng to dần. Hoa đơn tính hợp thành đuôi sóc đơn tính rất dày hoa. Hoa được có 5 đến 6 mảnh bao hoa. 9 đến 10 nhị. Hoa cái có bao hoa rất ngắn, gắn liền với bầu dưới và lá bắc, hai đầu nhụy quả hợp thành bông thòng, rất dài, tới 15cm hay hơn, quả hạch nhỏ, có hai cánh hẹp, chỏi ra và bốn răng, đầu nhụy tồn tại nhiều hay ít. Hoa quả tháng 5 đến tháng 7 Bộ phận dùng, lá và ngọn non, Folium et Petrocacia. Nơi sống và thu hái, rất phổ biến ở ven các sông, suối vùng cao nhiều nơi ở miền Bắc Việt Nam từ Lào Cai. Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Thái, Lạng Sơn, Thanh Hóa tới Nghệ An cũng gặp ở Lào. Có thể thu hái lá và ngọn non quanh năm, thường dùng tươi, cũng có thể dùng lá băm nhỏ nấu thành cao. Thành phần hóa học, trong lá, thân và rễ cây chứa tanin và quy non và cả du lon, có nhiều trong lá, 0,33%, có ít hơn ở trong rễ, 0,17%, và trong thân, 0,08%. Tính vị, tác dụng, lá đắng, có độc. Có tác dụng trừ sâu, sát khuẩn, Nước chiết từ lá tươi có tác dụng đối với Staphylococcus aureus và Bacillus subtilis. Lá cây không hoàn toàn độc đối với cá nhưng độc đối với chuột. Công dụng, chỉ định và phối hợp người ta thường dùng lá giả ra để giúp cá, cũng dùng chữa ghẻ lở bằng cách lấy nước nấu lá để tắm rửa hoặc dùng cao lá để bôi ngày 1 đến 2 lần vào các mụn ghẻ. 4. Cỏ xạ hương, cỏ xạ hương Thymus vulgaris L, thuộc họ hoa môi, tên khoa học Lamia. Mô tả: cây dưới bụi cao 30 đến 70 cm, tạo thành khóm xám hay lục trăng trắng, thân hóa gỗ, mọc đứng hay nằm, phân nhánh nhiều và có lông mịn. Lá nhỏ hình ngọn giáo dài 5 đến 9 mm, có cuốn ngắn, mẹp lá cuốn lại có lông như bông ở mặt dưới. Hoa nhỏ ở nách lá, dài 4 đến 6 mm, màu hồng hay trắng. Đài lẫm chởm, lông cứng, chia hai môi, tràn hình ống, các môi trên đứng, môi dưới có 3 thùy gần bằng nhau, nhị bốn lội có bao phấn rẽ ra, nhụy có đĩa mật bao quanh. Quả bế có bốn hạt nhỏ màu nâu. Hoa tháng 6 đến tháng 10. Bộ phận dùng, ngọn cây mang hoa lá, Heba folium Thimi. Nơi sống và thu hái, cây của Âu Châu và ôn đới Á Châu. Cũng được nhập trồng ở Sapa, gây giống làm thuốc. Gieo bằng hạt nhưng thường nhân giống bằng tách chồi. Có thể cắt lá mỗi năm hai lần vào lúc bắt đầu mùa hè và tháng 9 phơi khô các thân mang hoa rồi cột thành bó để dành, lá có thể phơi trong giỏ hay phơi trên vải mỏng. Thành phần hóa học, tinh dầu xạ hương thảo có 20-45% phenol, cấu tạo chủ yếu bởi thymol, thuê isopropyl kèm theo các và cồn, isopropyl ocresol. Còn có các ancol, lbonel, linalol, geranium, terpinen, 4, hexenol, ancol amylic, các các bơ, persimen, lpinen, pinen, camphen, carophin. Cây còn chứa nhựa, tannin, 10%, glucosid tan trong nước và axit saponi. Tính vị, tác dụng, vị cây mùi thơm, tính ấm, có tác dụng khư phong giải biểu, hành khí giảm đau. Công dụng, chỉ định và phối hợp, thường được dùng trị, cảm mạo, đau đầu, ho, bụng trướng lạnh đau, kinh nguyệt không đều. Bạch đới năm Cỏ xước, cỏ xước, năm ngư tất, tên khoa học Achiran Atra L thuộc họ rau dền Amarentha. Mô tả, cây thảo sống hàng năm hay hai năm cao khoảng 1m. Rễ nhỏ, cong queo, bé dần từ cổ rễ đến chóp rễ, dài 10 đến 15 cm, đường kính 2 đến 5 mm. Lá mọc đối, mép lượng sống. Hoa nhiều, mọc thành bông dài 20 đến 30 cm ở ngọn cây. Quả nang, có lá bắt tồn tại thành gai nhọn hạt hình trứng dài. Ra hoa vào mùa hè. Bộ phận dùng, toàn cây, chủ yếu là rễ, Radix achiranthi asper. Nơi sống và thu hái, loài liên nhiệt đới, mọc hoang khắp nơi trên các bãi cỏ, ven đường đi, bờ bụi. Cũng được trồng bằng hạt. Thu hái cây quanh năm chủ yếu vào mùa hè thu, rửa sạch, thái nhỏ, dùng tươi hay phơi khô dùng dần. Thành phần hóa học, có sức chứa 81,9% nước 3,7% protein, 9,2% glucid, 2,9% sơ, 2,3% tro, 2,6% carotene. 2,0% vitamin C, trong rễ có axit olenolic, sapogen. Hạt chứa hentricon và saponin 2%, axit olenolic, saponin oligasa, axit olenolic 1,1%. Tính vị, tác dụng, cỏ sức có vị đắng, chua, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu. Người ta đã biết là chất saponin trong rễ có tác dụng phá huyết và làm vón albumin. Cỏ xước còn có tác dụng chống viêm tốt ở cả giai đoạn mạng tính và cấp tính. Ở Ấn Độ người ta cho rằng cây có tính lọc máu, lợi tiểu, nước sắc rễ làm săn da, hạt gây nôn. Công dụng, chỉ định và phối hợp, ngọn và lá non vào kỹ, thái nhỏ, chần qua nước sôi, có thể xào hay nấu canh. Còn rễ cây và các bộ phận khác được dùng trị, cảm mạo phát sốt, sổ mũi, sốt rét, lị, viêm màng tai, quai bị, thấp khớp tạng khớp, viêm thận phù thủng, tiểu tiện không lợi. Đái giác, đái buốt, a à u bụng kinh, vô kinh, kinh nguyệt không đều, 8. Đòn ngã tổn thương. Liều dùng, 15 đến 30 gram dạng thuốc sắc. Dùng ngoài, lấy cây tươi giả đắp. Ở Ấn Độ người ta dùng toàn cây trị bệnh phù, bệnh trĩ, nhọt, phát ban da, đau bụng và trắng cắn. Rễ được dùng sắc để thu liễm. Hạt được dùng trong chứng sợ nước. Đơn thuốc, chữa sổ mũi, sốt, dùng cỏ xước, lá diễn, đơn buốt, mỗi vị 30 gram, sắc uống. Chữa quai bị, giả rễ có xước chế nước súc miệng và uống trong, bên ngoài giả lượng vừa đủ đắp. Dân gian cũng dùng cành lá cỏ xước cho vào chuồng lợn nái cho lợn sinh đẻ dễ. 6. Cỏ xước bông đỏ, cỏ xước bông đỏ, đơn đỏ ngọn, cỏ cước dài, tên khoa học Seattle prostrata, L. Bloom thuộc họ rau dền, Amarantha. Mô tả, cỏ mọc trải ra, phân nhánh, tỏa rộng rồi mọc đứng. Thân mịn, có lông nhám trắng. Lá hình thoi hay ngọn giáo, mọc đối gần như không cuốn, dài 2 đến 4 cm, rộng 1 đến 2 cm, có lông áp sát ở cả hai mặt. Hoa xếp từng nhóm ba cái một, thành bông màu đỏ dày đặc nhất là ở phía ngọn. Quả bế chứa một hạt. Bộ phận dùng, rễ, Radixia thule prostata. Nơi sống và thu hái, cây phân bố ở các vùng nóng của cựu lục địa. Ở nước ta cây mọc phổ biến ở vườn ven rừng nơi đất tráo tại nhiều địa phương. Công dụng, chỉ định và phối hợp, rễ được sử dụng như rễ cỏ xước và ngưu tất dùng sắc nước uống trị thấp khớp. Có khi người ta ngâm rượu uống để trị bệnh về khớp việc sử dụng cũng khá phổ biến, nên có người nhầm nó với ngưu tất, do cúng bông màu đỏ. Ở Campuchia người ta dùng rễ phối hợp với các vị thuốc khác trị lị, đau gan và sốt. Người Malaysia cũng dùng rễ sắc uống trị lị. Cây giả tươi làm thuốc đắp để trị ngứa do sâu bọ đốt. Ở Ấn Độ, cây được dùng ngoài đắp trị các bệnh khác nhau về da. 7. Cỏ sức nước Cỏ sức nước, tên khoa học Centrosta Aquatica, R. Br. Wang màu Tác, thuộc họ rau dền, Amarentha. Mô tả, cây thảo thủy sinh nổi, thân to 1 đến 1,5 cm, có sọc và đốm đỏ. Lá mọc đối, có lông sát, nhiều ở mặt dưới. Bông cao 20 cm, hoa có lá bắc và hai tiền dịp mỏng, lá đài năm, xanh, cao 7 mm, nhị, sinh sản năm, xen với năm nhị lép chỉ là những phiến có mép trắng. Quả một hạt vàng hoa tháng 3. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba Centrosa. Nơi sống và thu hái, cây mọc ở vùng châu thổ sông Cửu Long, nhất là mùa nước to, ở bờ rạch, ruộng ngập. Tính vị, tác dụng, chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. Công dụng, chỉ định và phối hợp, ở Cần Thơ, nhân dân dùng chữa khí hư, bạch đới và thông kinh. 8. Cổ yếm, cổ yếm, tên khoa học Ginosem Pentafilu, Thun. Makino, thuộc họ bầu bí, cucubita. Mô tả, cây thảo mọc leo yếu, không lông, vòi đơn. Lá kép có cuốn chung dài 3 đến 4 cm, phiến do 5 đến 7 lá chét với mép có răng, dài 3 đến 9 cm, rộng 1,5 đến 3 cm. Cây khác gốc, chùy hoa thông. Hoa nhỏ, hình sao, ống bao hoa rất ngắn, cánh hoa rời nhau, cao 2,5 mm, nhị năm, bao phấn đính thành đĩa bầu có 3 vòi nhụy. Quả khô, tròn, đường kính 5 đến 9 mm, màu đen, hạt 2 đến 3, treo, to 4 mm. Hoa tháng 7 đến 8. Quả tháng 9 đến 10. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba Ginosem pentaphili. Ở Trung Quốc gọi là dảo cổ lam. Nơi sống và thu hái, cây mọc ở rừng, rừng thưa, lùng bụi từ vùng đồng bằng tới độ cao 2.000 m ở nhiều nơi khắp nước ta thu hái dây lá vào mùa thu, phơi khô. Thành phần hóa học, có gai một, D1, 52 trong đó có 3. 4, 8, 12, còn có Flavon, các loại đường. Tính vị, tác dụng, vị đắng, tính hàn, có tác dụng tiêu viêm, giải độc, ngừng ho và long đờm. Công dụng, chỉ định và phối hợp ở Trung Quốc, người ta dùng làm thuốc tu bổ cường tráng và cũng dùng như cổ yếm lá bóng. 9. Cổ yếm lá bóng, cổ yếm lá bóng, thư tràng thưa, tên khoa học Dinosem lát quan, Công, thuộc họ bầu bí, Cucubita. Mô tả, dây leo mảnh, lóng dài 10 đến 12 cm, có lông mịn, vòi đơn, lá chét ba, lá giữa dài 10 đến 12 cm, mỏng, mép có răng cưa nhọn, gân phụ 5 đến 7 cặp, có lông mịn hay không có lông. Cây có hoa khác gốc, chùy hoa ngắn hay dài đến 30 cm, cánh hoa rời nhau, cao 3 mm, nhị nằm dính nhau ở chỉ nhị và bao phấn. Quả tròn, to 6-8 mm, hạt 2-3, hình trái xoan, hơi dẹp, dài và rộng cỡ 4 mm. Ra hoa vào tháng 5. Bộ phận dùng: toàn cây, heba Lasi. Nơi sống và thu hái: loài phân bố ở Trung Quốc, Việt Nam. Ở nước ta, cây mọc leo ở rừng thưa các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Ninh Bình và Quảng trị tính vị, tác dụng, vị đắng, tính hàn, có dụng thanh nhiệt giải độc, ngừng ho và long đờm, kiện tráng. Cường tinh, chống lão suy, chống mệt mỏi và kháng ung thư. Công dụng, chỉ định và phối hợp ở Vân Nam, Trung Quốc, cây được dùng chữa viêm khí quản mạng tính, viêm gan truyền nhiễm, viêm thận, loét dạ dày và hành tá tràng, phong thấp đau nhức khớp, bệnh về tim, bệnh béo phì và chứng chức năng thần kinh. 10. Cựa gà, cựa gà, gai xanh, Quýt gai, tên khoa học Paraminia amata oli. VAA. Andaminica king, thuộc họ cam, Rutaceae. Mô tả, cây nhở leo cao 1 đến 4 m hay hơn, có nhánh vàng vàng, ở nách lá có gai ngắn, công ra phía sau, dài 6 đến 12 mm. Lá dạng mạng, dài, nguyên, hình bầu dục hay thuông, tròn ở gốc, tận cùng là một, mũi nhọn hình tam giác nhọn, nhẵn, dài 7,5 đến 12,5 cm, rộng 3,5 đến 4,5 cm. Có cuốn ngắn. Hoa xếp 1 đến 2 cái ở nách các lá. Quả đen hay vàng, hình cầu, mang bởi một cuốn dài 3 đến 3,5 cm, có 5 thùy. Hoa tháng 8. Bộ phận dùng, lá và quả, Folium et Fructer Paraminia. Nơi sống và thu hái, cây mọc hoang ở miền Trung, từ Đà Nẵng tới Khánh Hòa và được dùng trồng ở các tỉnh phía Nam còn phân bố ở Andaman, Sambava, Ấn Độ. Công dụng, chỉ định và phối hợp, quả ăn được. Lá thơm cũng như quả, cho vào nước, đun sôi, sẽ tạo thành một chất lỏng dùng trị bệnh viêm phế quản. Người ta uống từng thì nhỏ một, mỗi lần cách nhau độ nửa giờ. 11. Cú bung, cú bung, bạch đầu to, tên khoa học Venonia macrocheilangae, thuộc họ cúc Asuraceae. Mô tả, dây leo, nhánh có lông lá có phiến gần như không lông, dài 10 đến 14 cm, đầu có đuôi, gân phụ 8 đến 9 cặp, cuống dài 1 cm, có lông hoe. Cụm hoa ở nách lá, hoa đầu ba, cao 1 cm, tổng bao có lông vàng, hoa lam lam. Quả bế cao 1,5 cm, đen, có lông vàng. Mươi cạnh, lông màu hoe, dài 5 mm. Quả tháng 9. Bộ phận dùng, rễ, Radix Venonia Macrochean nơi sống và thu hái, cây mọc ở rừng Quảng Trị và Gia Lai, An Khê. Công dụng, chỉ định và phối hợp, dân gian dùng rễ sắc cho phụ nữ sau khi đẻ uống làm thuốc bổ, viện dược liệu. 12. Cúc áo, cúc áo, cúc áo hoa vàng, nụ áo vàng, tên khoa học Svilan Amela, L. Mu, thuộc họ cúc, Aceraci. Mô tả, cây nhỏ, cao khoảng 30cm, mọc đứng, có khi mọc bò lan trên mặt đất, phân cạnh nhiều lá mọc đối, phiến xoan tam giác, dài 2 đến 4 cm, rộng 1 đến 2,5 cm, mép khía răng. Cùng hoa hình đầu mọc ở đầu một cán dài đến 12 cm ở ngọn thân hay ở nách lá, lá bắt hình bầu dục nhọn đầu. Tràng hoa màu vàng, các hoa cái có lưỡi với ba răng tròn, các hoa ở giữa hình ống. Quả bế dẹp màu nâu nhạt, có hai răng gai ở ngọn. Mùa hoa tháng 1 đến tháng 5 trở đi. Bộ phận dùng, toàn cây hoặc hoa, Heba Surferlos Vilanti, nơi sống và thu hái, loài liên nhiệt đới, mọc hoang ven đường, bãi sông nơi đất ẩm ven rừng, ven suối từ đồng bằng tới độ cao 1.500 mét. Có thể trồng bằng hạt hoặc cây con vào mùa xuân. Khi dùng làm thuốc, ta thu hái toàn cây, dùng tươi hay đem phơi khô để dùng. Nên thu hái hoa vào lúc còn có màu vàng xanh, thành phần hóa học, trong cây và hoa có tinh dầu chứa Svilanthone còn có seron và một polysacha không khử. Tính vị, tác dụng, cúc áo hoa vàng có vị cay đắng, làm tê lưỡi, tính hơi ấm, có ít độc, có tác dụng giải độc, tán kết, tiêu thủng, giảm đau. Công dụng, chỉ định và phối hợp, lá có thể dùng làm rau ăn. Cây và hoa thường được dùng trị cảm sốt đau đầu, đau cuốn họng, sốt rét cơn, viêm phế quản, ho gà, ho lao, hen suyễn, đau nhức răng, sâu răng, phong thấp nhức xương, T bại. Dùng ngoài trị nhọc độc, lỡ ngứa, rắn độc cắn, vết thương, tụ máu sưng tấy, đau mắt. Ngày dùng 4 đến 12 gam toàn cây hoặc 4 đến 8 gam rễ sắc uống. Dùng ngoài lấy cây tươi giả đắp không kể liều lượng. Ở Malaysia, lá nấu lên dùng chữa mày đây. Ở Ấn Độ, người ta dùng hạt chế cồn thuốc trị đau, răng, cồn này có tác dụng mạnh đối với ấu trùng mũi. Hạt nhai làm tiết nước bọt. Toàn cây giả ra dùng để juốt cá. Đơn thuốc cảm sốt, đau đầu, ho, cúc áo hoa vàng tươi 4 đến 12 g, sắc uống, thường phối hợp với các vị thuốc khác. Đau răng, viêm họng, hoa cúc áo tán nhỏ ngâm rượu ngậm hoặc ngậm tươi nuốt nước. Sốt rét cơn, cúc áo 20 g sắc uống trước khi lên cơn. Tê thấp, rễ cúc áo, rễ xuyên tiêu, rễ kim can, rễ chanh, quả màng tan, liều lượng bằng nhau, đều 4 đến 8 g. Sắc uống 13. Cúc áo hoa chùy, Cúc áo hoa trùy, tên khoa học Svilank Panikula Wang F. DC, thuộc họ Cúc, Asseray Mô tả, cây thảo hàng năm, bò hay đứng, cao 20-60cm, có rễ bất định Thân tròn, lúc non có lông mịn Lá có phiến thường xoan tam giác, dài 2,5-4cm, rộng 1,5-2cm, gần từ gốc 3 gân phụ khác ba, cặp, có lông rồi không lông. Hoa đầu 1 đến 3 ở nách lá trên cuốn dài đến 12 cm. Hoa môi 3 đến 5, hoa ống nhiều. Quả bế dẹp, mép mỏng, có lông dày, ở ngọn có hai răng gai cao. Ra hoa tháng 11 đến tháng 4. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba Spilanthi Panicula. Nơi sống và thu hái, cây mọc ở nơi khô, đất hoang ráo từ vùng thấp tới vùng cao 1.700 m thu hái toàn cây quanh năm, dùng tươi hay phơi khô. Thành phần hóa học, trong lá và đọt non có nước 86,8%, rotit 1,8%, lucid 8,3%, sơ 1,6%, trong 1,5%, caroten 5%, vitamin C 22,5 mg. Tính vị, tác dụng, cây có ít độc, có tác dụng giải độc, tiêu viêm, khu phong trừ thấp, giảm đau, gây chảy nước bọt, kích thích. Công dụng chỉ định và phối hợp, cũng thường dùng như cúc áo để trị nhức đầu và thấp khớp. 14. Cúc áo rau, cúc áo rau, tên khoa học Spilant Oleracea L. S. Amela L. Mu. V.A.A. Oleracea Clacker, thuộc họ cúc Asteray. Mô tả: cây có thân nằm trên đất rồi đứng cao 20 50 cm, thân tía. Lá có phiến xoan tam giác, mép nguyên hay có răng, gần gốc ba gân phụ 5 cặp, cuốn lá 1 đến 1,5 cm. Hoa đầu đơn độc ở ngọn nhánh, thường ở nơi chẻ hai của nhánh, hình nón màu vàng, cuốn tương đối ngắn 1,5 đến 2 cm. Quả bế màu đen có một trăng cao. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba spilanthi oleraci. Nơi sống và thu hái, loài nhiệt đới Nam Mỹ, được trồng ở Ấn Độ và các nước châu Phi làm rau ăn. Ta cũng có trồng. Thành phần hóa học, cây chứa Spilanthol. Tính vị, tác dụng, tất cả các bộ phận của cây đều có vị cây, mùi thơm, có tác dụng gây kích thích, làm tiết nước bọt, công dụng, chỉ định và phối hợp, các lá non và mềm được dùng làm rau ăn. Tuy có mùi mạnh và cây the, không ngon như rau cải sông, nhưng nó là loại rau chống bệnh Scott. Người ta cũng dùng cây làm thuốc trị bệnh liệt lưỡi và đau cổ họng, đau răng, đau lợi răng và trị đau đầu. Cũng dùng làm thuốc cho trẻ em bị chứng nói lắp. 15, cúc bạc leo, cúc bạc leo, tên khoa học Senecio Sandensburg. Ham, SJ Don, thuộc họ cúc Asteraceae. Mô tả: cây leo, dài 2 đến 5 m. Cạnh mảnh, có rãnh. Lá hình ngọn giáo, dài 4 đến 12 cm, rộng 2 đến 6 cm, có mũi dài hẹp, mép hơi có răng. Cụm hoa hình chùy thư trải rộng ra, mọc ở ngọn hay ở nách. Đầu hoa hình bán cầu lá bắt hình chỉ, những lá trên dài hơn những lá dưới, có mép khô. Vòng hoa cái ở ngoài có khoảng 12 hoa hình lưỡi, ở giữa là nhiều hoa lưỡng tính. Hoa màu vàng, tràng hoa cái có ba răng, tràng hoa lưỡng tính có năm thùy, nhị năm bầu hình trụ. Quả hình trụ thoi, có màu lông trắng ráp. Mùa hoa tháng 8 cho đến tháng 2 năm sau. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba Sensinoni Standentic. Thường có tên là thiên lý quan nơi sống và thu hái cây mọc phổ biến ở miền bắc trên các núi đá vôi lạng sơn lai châu nam hà ninh bình đến các tỉnh phía nam như ninh thuận côn tung lâm đồng thu hái toàn cây quanh năm dùng tươi hoặc rửa sạch phơi khô dùng dần thành phần hóa học trong cây có flavosin chrysanthin santhon Tannin, glucosid tính vị tác dụng vị đắng tính hàn có tác dụng thanh nhiệt giải độc thành can minh mục, chỉ ngứa, tiêu sưng. Công dụng Chỉ định và phối hợp, thường dùng trị viêm hầu họng, viêm phổi, sưng amidan, viêm kết mạc cấp tính, mắt đỏ sưng đau, viêm ruột thừa, lị, viêm ruột, trĩ, viêm hạch bạch huyết cấp, bệnh tinh hồng nhiệt, eczema, viêm da dị ứng, ung nhọc sưng tấy, ban chẩn. Liều dùng 15-30 gram, dạng thuốc sắc. Chữa mắt đau thì dùng nước sắc xông rửa dùng ngoài giả cây tươi đắp. Nói chung, vị thuốc thiên lý quan ở Trung Quốc là vị thuốc trị đinh nhọt, tiêu nhọt độc, lại trị trẻ con thai độc. Dùng nó giả phát lấy nước trộn với mật lợn, ngào thành cao, có thể trừ độc sinh cơ, là loại thuốc chữa mụn nhọt rất hay. Dân gian còn dùng toàn cây chữa bệnh cổ độc, nấu nước bôi rửa trị rắn cắn, chó cắn. 16. Cúc ba gân Cúc ba gân Cúc sao, tên khoa học Aster azurati thuộc họ cúc Asteraceae. Mô tả: cây thảo sống nhiều năm, cao 40 đến 100 cm. Lá có phiến thon nhọn, dài 5 đến 15 cm, rộng 1 đến 5 cm, đầu có mũi nhọn cứng, gốc từ từ hẹp trên cuống ngắn, mép có răng thưa. Cụm hoa ngủ ở ngọn và nách lá, hoa đầu có cúng 5 đến 8 mm, hay xếp 2 đến 3 cái một, lá bắc có mép mỏng. Hoa ở mép có môi màu tím dài 8mm. Hoa giữa có ống cao 5mm, màu vàng. Quả bế có màu lông dài 5mm. Ra hoa kết quả từ tháng 10 tới tháng 12. Bộ phận dùng, rễ, radic, aseri, azurati. Nơi sống và thu hái, cây gặp ở vùng rừng núi cao và miền trung du các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phú, Ninh Bình, Thanh Hóa. Còn phân bố ở Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Thu hái toàn cây quanh năm, dùng tươi hay phơi khô dùng dần. Tính vị, tác dụng, vị đắng, hơi ngọt, tính ấm, có tác dụng làm ngừng ho, bình suyễn, thông tiểu. Công dụng, chỉ định và phối hợp, cũng dùng như vị tử uyển, Aster Tataric LF, chữa đau về phổi, ho nhiều đờm, viêm khí quản cấp và mạng, ho gà, còn dùng chữa sốt rét, đái ra máu. Dân gian ở Quảng Bạ, Hà Giang dùng chữa đầy hơi. 17. Cúc chân Việt, Cúc chân Việt Bọ xít, tên khoa học Sparenton African L, thuộc họ Cúc, Aceray. Mô tả, cây thảo mộc đứng hay nằm, cao khoảng 0,5 đến 1 mét. Thân và cạnh nhánh có cánh với các cánh không có răng. Lá hình trứng ngược hay thuôn, thót nhọn ở gốc, ông thân và men theo cuốn, tròn hoặc tù ở chóp, hơi khí răng. Cụm hoa mộc đối diện với lá, màu hồng hay đỏ, có khi tập hợp thành đầu kép hình trứng hay gần như hình cầu. Lá bắt gồm 5 đến 7 cái, xếp hai dãy. Quả bế đều giống nhau, hình trụ, mang tràn hoa phình lên ở nửa dưới. Ra hoa từ cuối mùa đông cho đến mùa hạ, tháng 12 đến tháng 5. Bộ phận dùng, phần cây trên mặt đất, Heba saffron africani. Nơi sống và thu hái, loài cổ nhiệt đới, mọc hoang ở các ruộng khô, ven bờ đường và đất trồng trọt. Thu hái cây khi chưa có hoa, phơi khô, tán bột. Hoặc dùng tươi. Tính vị, tác dụng, cây có tác dụng làm dịu đau và tan sưng, lợi tiêu hóa và lợi tiểu. Công dụng, chỉ định và phối hợp, lá dùng giả lấy nước súc miệng chữa viêm họng. Thông thường, nhân dân vẫn dùng chữa ho, ho gió và ho có đờm. Lá giả nát đắp những chỗ sưng đau. Dùng dưới dạng thuốc sắc hay thuốc bột cây. Người ta còn dùng lá non luộc cho phụ nữ sinh để ăn cho chóng lại sức. 18. Cúc chân vịt ấn, cúc chân vịt ấn, cỏ chân vịt ấn, tên khoa học Sparenton indicus L. thuộc họ Cúc Asureae. Mô tả: cây thảo hàng năm có lông, thân có cánh, các cạnh có răng. Lá xoan ngược hay hình ngọn giáo, hơi nhọn ở chấp, không cuống, thoát lại ở gốc, ông thân, có răng nhỏ ở mép, dài 2 đến 4 cm tròn 6 đến 20 mm. Cụm hoa hình rổ đo đỏ, tập hợp thành cụm hoa đầu kép, xoan lúc non. Trong lúc già, to vào cỡ 1 cm, lá bắc của các cụm hoa đầu đơn hình giải hay xoan ngược hẹp, có lông nhung ở ngọn, dài 3 đến 4 mm. Quả bế có 2 loại, các quả ở ngoài dạng trứng thuôn có phần phụ dạng chai, các quả ở phía trong dạng tháp ngược có 4 đến 5 cạnh không lồi. Bộ phận dùng: toàn cây. Heba saffron Indici nơi sống và thu hái, cây mọc ở ruộng nơi ẩm vùng đồng bằng Nam Bộ, Đồng Tháp. Cần Thơ Còn phân bố ở Campuchia, Lào, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Úc Châu. Thành phần hóa học có Ancalo Safran và 0,01 tinh dầu nhất màu vàng sẫm trong. Hoa tươi chứa tinh dầu Tính vị, tác dụng, vị đắng, mùi thơm, có tác dụng bổ, khai thông, lợi tiểu, kích dục rễ và hạt trị dung. Dầu hoa có mùi tinh dầu thông có tác dụng giải nhiệt, bổ. Công dụng, chỉ định và phối hợp, ở Ấn Độ. Người ta dùng cây, chủ yếu là rễ và hạt làm thuốc trị dung, dưới dạng bột, với liều 2 đến 8 gram. Cây tươi giả ra cùng với bơ, bột, đường làm bánh ăn bổ, đồng thời ngăn bạc tóc và rụng tóc. Hạt chiên trong dầu vừng hoặc rễ nấu nước uống được xem như là thuốc kích dục mạnh nước sắc cây cũng dùng chữa rối loạn đường tiết niệu. Hoa dùng nhai nuốt để điều trị viêm màng kết. Người ta còn dùng cây, nhất là vỏ quả làm thuốc giúp cá. 19. Cúc chân vịt Senegal Cúc chân vịt Senegal, chân vịt Senegal, tên khoa học Sparenton Sengalen DC, thuộc họ Cúc, Asray. Mô tả, cây thảo cao 40-50cm, có lông dày đặc, thân có cánh hẹp, có răng nhỏ. Lá không cuốn, phiến thon hẹp nhọn, dài 2,5 đến 4 cm, rộng 0,1 đến 1 cm, mép có răng nhọn, hai mặt lá đều có lông dày, hoa đầu kép to đến 1 cm, màu tía, hoa đầu đơn nhỏ có lá bắt có răng. Trong trong, dài 3 mm, chứa vài hoa hình ống. Quả bế với tràng hoa còn lại dày, kín thành phao. Quả với tràng hoa thành phao. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba Safran Sengalen nơi sống và thu hái, loài của Phi Châu và Á Châu. Cũng gặp mọc hoang ở các bờ bãi và ruộng khô. Công dụng, chỉ định và phối hợp, ở Vân Nam, Trung Quốc, cây được dùng làm thuốc giảm đau. 20. Cúc chỉ thiên Cúc chỉ thiên, cỏ lưỡi mèo, chân voi nhám, tên khoa học Elephanter Saber L, thuộc họ Cúc, Asray mô tả, cây thảo sống nhiều năm cao 30-60cm. Lá mọc thành hoa thị ở gốc, thuông thon hay thành cuốn ôm thân, tù ở đầu, dài 6-12cm. đến rộng 3 đến 5 cm, có răng, có lông ráp ở cả hai mặt, với lông trắng, cứng, áp sát. Hoa tím hay hồng, xếp 4 cái thành đầu, các đầu này lại tập hợp thành ngụ bao bởi hai lá bắc hình tam giác. Dài 10 đến 15 mm, rộng ở gốc. Quả bế có 10 cạnh, hình thoi, có lông cục ở đỉnh, màu lông cứng xếp một dãy. Ra hoa kết quả từ tháng 6 đến tháng 12. Bộ phận dùng: toàn cây. Heba elephanti nơi sống và thu hái loài cây rất phổ biến ở vùng viễn đông và cả ở nước ta thường gặp ven đường ở các bãi hoang khắp các tỉnh từ bắc chí nam thu hái cây vào mùa hè thu rửa sạch cắt nhỏ phơi khô dùng lá thường dùng tươi tính vị tác dụng vị đắng xe tính mát có tác dụng thanh nhiệt giải độc lợi thủy tiêu thủng lá trừ dung lợi tiểu kích dục công dụng chỉ định và phối hợp, thường dùng trị cảm mạo, viêm hạch hạnh nhân cấp, viêm hầu họng, viêm kết mạc, viêm gan vàng da cấp, sơ gan cổ trướng, viêm thận cấp và mạng, cước khí thủy thủng. Lị, ỉa chảy, năm. Cụng nhọt, eczema, rắn cắn. Liều dùng 15 đến 30 gram, dạng thuốc sắc. Không dùng cho người có thai. Dùng ngoài giả cây lá tươi lấy nước uống, bả đắp trừ rắn cắn, dùng riêng hoặc phối hợp với bồ cu vẻ lá ớt. Có thể lấy lá tươi giả với mẻ và giấm đắp trị đinh râu, nhọc độc, hoặc nấu nước rửa bệnh ngoài da. Ở Ấn Độ, người ta dùng cây chữa rắn cắn. Nước sắc rễ và lá dùng trị đái khó, ỉ chảy, lị và viêm hay đau dạ dày. Rễ dùng để ngừng nôn và trộn với hồ tiêu làm thuốc đắp trị đau răng. Lá giả ra, nấu với dầu dừa dùng đắp vết loét và eczema. Ở Thái Lan, rễ và lá cây được dùng làm thuốc tránh thụ thai, thuốc bổ tăng lực và trị ho. Ghi chú, còn có cúc chỉ thiên bông hay chân voi giá, President Fowl Spicatus, Opber, Ro, Elephanter Spicatus, Opber, cũng được dùng nhưng ít phổ biến hơn. Lá dùng chủ yếu làm thuốc chữa các vết thương và cũng dùng chữa sốt và lợi tiểu. 21. Cúc chỉ thiên mềm, cúc chỉ thiên mềm, cúc chỉ thiên hoa trắng, tên khoa học Elephanter Molith HBK, E. Bodini Gagen, thuộc họ cúc, Aserae mô tả, Cây thảo đứng cao 0,5 đến 1 mét, phủ đầy lông. Lá mọc dài theo thân, không cuốn, phiến thon dạng bay, dài 10 đến 15 cm, gốc ôm thân, mép khí lượng, có lông mềm ngắn ở mặt dưới, các lá trên rất tiêu giảm. Cụm hoa dài theo thân, nhánh mang nhiều hoa đầu kép trong một bao chung, các hoa đầu phụ cao 8 mm, mang 4 đến 5 hoa trắng. Quả bế cao 3 mm, có rãnh, màu lông có 5 tơ hoa tháng 6 đến tháng 7. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba elephanti molit nơi sống và thu hái, loài phổ biến ở Mỹ châu nhiệt đới, cũng gặp ở các vùng nhiệt đới và Á nhiệt đới. Ở nước ta, cây mọc ở rừng thưa, rừng thông, dọc đường đi ở nhiều nơi. Nhất là ở các tỉnh Tây Nguyên. Tính vị, tác dụng, như cúc chỉ thiên. Công dụng, chỉ định và phối hợp, cũng được sử dụng như cúc chỉ thiên. Ở Dominica, người, ta dùng lá cúc chỉ thiên mềm và lá cỏ lào hãm uống để trị bệnh ý chảy. 22. Cúc dại, cúc dại, chân cua, tên khoa học Calotic Anamita, O, Me, thuộc họ cúc, Asteraceae. Mô tả, cây thảo sống hàng năm, thân mọc xà ở đất, có lông mềm. Lá có phiến hình muỗng hẹp, dài 0,5 đến 1 cm, rộng 1 đến 2 mm, mép có ít trăng ở đầu, màu mốc mốc, không lông. Hoa đầu trên cuốn dài ở ngọn các nhánh, lá bắt hai đến ba hàng, để hoa không có vảy giữa hoa. Hoa hình môi trắng, hoa hình ống ở giữa. Quả bế tròn, có cánh như phao, thường có lông. Mùa hoa quả tháng 7 đến tháng 11. Bộ phận dùng: rễ, radic, caloti Nơi sống và thu hái: cây mọc ở đất khô ven biển miền trung của nước ta, từ Quảng Nam, Đà Nẵng tới Khánh Hòa. Còn phân bố ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, tính vị, tác dụng, rễ cây có tác dụng thanh nhiệt, cầm máu, chống ho. Công dụng, chỉ định và phối hợp, dân gian dùng rễ sắc uống hoặc tán bột uống trị sốt, ho, kinh nguyệt nhiều. 23. Cúc đắng, cúc đắng, kim anh yếu, tên khoa học Isrit debilic a thuộc họ cúc Asteraceae. Mô tả, cây thảo nhiều năm, cao 10 60 cm, có thân củ nhỏ nhựa mũ trắng. Lá chụm ở gốc, phiến xoan ngược, hình muỗng, dài 8 đến 10 cm, mép có răng thưa, to, cuốn dài bằng chiều dài phiến. Cụm hoa gồm 2 đến 3 hoa đầu trên cuốn đài, bao chung gồm một hàng lá bắt không lông, toàn hoa hình môi màu vàng. Quả bế có màu lông. Mùa hoa quả tháng 2 đến tháng 5. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba Isidis debilis. Nơi sống và thu hái cây mọc ven đường ở một số nơi ở miền Bắc Việt Nam. Thu hái toàn cây vào mùa hè và thu, rửa sạch, dùng tươi hay phơi khô dùng dần. Tính vị, tác dụng, vị đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu tiêu thủng. Công dụng, chỉ định và phối hợp, ở Trung Quốc. Cây được dùng chữa, viêm khí quản, áp xe phổi, viêm họng, loét họng, viêm tuyến mang tai, viêm kết mạc cấp, viêm ruột thừa, phù thủng, giảm niệu liều dùng 15 đến 30 g, dạng thuốc sắc. Dùng ngoài trị viêm vú, mụn nhọt, viêm mũ da, ngứa ngáy ngoài da, giả cây tươi đắp vào chỗ đau, đơn thuốc viêm tuyến mang tai, dùng rễ cúc đắng 15 g với một lòng đỏ trứng gà, cho nước vào nấu uống. Áp xe phổi, dùng cúc đắng, cây mũi mát, diệp cá, 30 g mỗi vị, sắc nước uống. 24. Cúc dùi trống, cúc dùi trống, rau chui, Lưỡng sắc lá nguyên, tên khoa học Dichrocephand bicolor, rốt, Select. D. latifolia lam. DC, thuộc họ cúc Asteraceae. Mô tả: cây thảo sống hàng năm, cao 10 đến 60 cm, phần nhánh có rãnh, có lông ngắn. Lá mỏng, phiến xoan ngược, hình dạng ly thon hẹp ở gốc, có răng thùy, dài 4 đến 8 cm, rộng 2 đến 3 cm. Cụm hoa là những chùy ở nách hay ở ngọn, ít hoa đầu hoa hình cầu trắng, to cỡ 4 đến 5 mm, có 7 đến 8 dây hoa cái, còn các hoa lưỡng tính có ít và tập trung ở giữa, lá bắt nhiều, hình trái xoan, nhọn. Quả bế hình bầu dục, dẹp, dài 1,25 mm, có vòng mép khá rõ. Ra hoa tháng 1 đến tháng 2, có quả tháng 2 đến tháng 3. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba Dichrochefean Bicoli. Nơi sống và thu hái, thường gặp ven đường, bãi cát ruộng hoang vùng núi cao và trung du miền bắc của nước ta tới các tỉnh tây nguyên còn phân bố ở nhiều nước đông nam á thu hái toàn cây vào mùa hè rửa sạch dùng tươi hay phơi và sấy khô để dùng dần tính vị tác dụng cúc dùi trống có vị đắng và chua cây tính bình có tác dụng hoạt huyết điều kinh tiêu viêm tiêu sưng lợi tiểu và làm toát mồ hôi công dụng chỉ định và phối hợp lá và ngọn non nấu canh ăn được ta thường dùng toàn cây với liều 10 đến 15 gam sắc uống chữa kinh nguyệt không đều, bông gân. Dùng ngoài giả cây tươi đắp trị đinh nhọt, rắn cắn. Ở Campuchia, các cây non được dùng sắc nước phối hợp với các vị thuốc khác để rửa cơ quan sinh dục nữ khi bị bệnh lậu, khí hư và các vết đốt, vết cắn của sâu bọ, nhện và bò cạp. Ở Indonesia, Java, người ta dùng nước sắc các chồi hoa làm thuốc uống cho ra mồ hôi và lợi tiểu. Ở Trung Quốc, Hải Nam, người ta dùng cả cây trị cảm sốt, đau bụng ỉa chảy, viêm gan, viêm họng, lở, miệng, bắp thịt nung mũ, mẫn ngứa. Đơn thuốc, bông gân, dùng bột cúc dùi trống 5 gam uống với rượu, đồng thời giả cây tươi đắp ngoài. Đinh nhọt, giả cây tươi, thêm gạo, muối, dùng đắp ngoài 2 đến 3 lần trong ngày. 25. Cúc đồng tiền Cúc đồng tiền, tên khoa học Gerbera Jamesoni Bolus S. F, thuộc họ Cúc, Aserae. Mô tả, cây thân thảo có rễ chùm mọc khỏe. Lá mọc chụm sát đất, có cuốn dài, phiến lá hình ngọn giáo trẻ thùy lông chim nhọn sâu, gốc kéo dài men theo cuốn thành cánh. Cụm hoa hình đầu, đường kính 10 đến 12 cm, mọc đơn độc trên một cán hoa có thể cao tới 50 cm hay hơn. Bao chung của cụm hoa có nhiều lá bắt màu xanh bóng. Hoa hình lưỡi ở ngoài, màu đỏ da cam, hoa ở giữa hình ống. Quả bế có màu lông trắng bộ phận dùng, rễ và toàn cây, Radix Etheba Heba Nơi sống và thu hái, cây của Nam Phi Châu, được nhập trồng ở các vườn hoa vườn cành để lấy hoa cắm lọ. Công dụng, chỉ định và phối hợp, có thể dùng rễ làm thuốc làm sáng mắt, và toàn cây làm thuốc trừ sâu, phân viện dược liệu thành phố Hồ Chí Minh. 26. Cúc đồng tiền dại Cúc đồng tiền dại, cây men rượu, tên khoa học Gerbera Piloselic, L. Cax, thuộc họ Cúc, Acerae. Mô tả, cây thảo sống lâu năm, có gốc dày. Lá hình thuẫn hay trái xoan, mọc từ gốc, chóp tròn, mép nguyên, mặt trên phiến có lông thưa, mặt dưới có lông mềm dày. Cụm hoa đầu to, lá bắt hình sợi nhọn, có lông nhiều ở mặt ngoài. Hoa trắng ở trong, tím hồng ở ngoài. Quả bế hình thoi dẹp có 4 đến 5 cạnh, mang màu lông. Ra hoa vào tháng 4 đến tháng 6. Bộ phận dùng. Toàn cây Heba Nơi sống và thu hái, cây mọc trên đất núi đá vôi và rừng thưa các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Bắc Thái, Lạng Sơn, đến tận Côn Tung, Gia Lai và Lâm Đồng. Còn phân bố ở Ấn Độ, Myanmar, Trung Quốc. Thu hái cây vào mùa hạ, mùa thu, rửa sạch, dùng tươi hay phơi khô dùng dần. Có khi người ta chỉ lấy cây bỏ hoa, hoặc chỉ dùng rễ. Tính vị, tác dụng, vị hơi đắng, tính bình, có tác dụng tiêu viêm, kháng sinh, chống ho, làm lông đờm, lợi tiểu, hoạt huyết, giảm đau. Công dụng, chỉ định và phối hợp, thường dùng trị. Cảm lạnh và ho, lao phổi, khái huyết giả, viêm hầu họng, viêm hạch hạnh nhân, viêm kết mạc cấp, loét dạ dày và hành tá tràng, viêm dạ dày ruột. Kiết lỵ, viêm thận phù thủng, đái đục, trẻ em cam tích. Liều dùng 15 đến 30 gram, dạng, thuốc sắc dùng ngoài trị đòn ngã tổn thương, rắn độc cắn, mụn nhọt và viêm mũ da, viêm âm đạo do trùng roi. Giả cây tươi đắp chỗ đau, hoặc nấu nước để rửa. Ở Ấn Độ, có nơi người ta dùng nước hãm rễ sông tai chữa đau tai, rễ còn dùng nấu với sữa hoặc hãm uống chữa đau ngực. 27. Cúc dùi trống Cúc dùi trống, rau chui, lưỡng sắc lá nguyên, tên khoa học Dicrochefan bicolo, rốt, sled. D. Latifolia lam DC thuộc họ cúc, Aceraceae. Mô tả: Cây thảo sống hàng năm, cao 10-60 cm, phần nhánh có rãnh, có lông ngắn. Lá mỏng, phiến xoan ngược, hình dạng ly thon hẹp ở gốc, có răng thùy, dài 4-8 cm, rộng 2-3 cm. Cụm hoa là những chùy ở nách hay ở ngọn, ít hoa. Đầu hoa hình cầu trắng, to cỡ 4-5 mm, có 7-8 dây hoa cái còn các hoa lưỡng tính có ít và tập trung ở giữa, lá bắt nhiều, hình trái xoan, nhọn. Quả bế hình bầu dục, dẹp, dài 1,25mm, có vòng mép khá rõ. Ra hoa tháng 1 đến tháng 2, có quả tháng 2 đến tháng 3. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba Dichrochefean Bicoli. Nơi sống và thu hái, thường gặp ven đường, bãi cát, ruộng hoang. Vùng núi cao và trung du miền Bắc của nước ta tới các tỉnh Tây Nguyên còn phân bố ở nhiều nước Đông Nam Á, thu hái toàn cây vào mùa hè, rửa sạch, dùng tươi hay phơi và sấy khô để dùng dần. Tính vị, tác dụng: cúc dùi trống có vị đắng và chua cây, tính bình, có tác dụng hoạt huyết, điều kinh, tiêu viêm, tiêu sưng, lợi tiểu và làm toát mồ hôi. Công dụng, chỉ định và phối hợp: lá và ngọn non nấu canh ăn được. Ta thường dùng toàn cây với liều 10-15g sắc uống chữa kinh nguyệt không đều, bồng gân dùng ngoài giả cây tươi đắp trị đinh nhọt, rắn cắn. Ở Campuchia, các cây non được dùng sắc nước phối hợp với các vị thuốc khác để rửa cơ quan sinh dục nữ khi bị bệnh lậu, khí hư, và các vết đốt, vết cắn của sâu bọ, nhện và bò cạp. Ở Indonesia, Java, người ta dùng nước sắc các chồi hoa làm thuốc uống cho ra mồ hôi và lợi tiểu. Ở Trung Quốc, Hải Nam, người ta dùng cả cây trị cảm sốt, đau bụng ỉ chảy, viêm gan, viêm họng, lở, miệng, bắp thịt nung mũ, mẫn ngứa. Đơn thuốc, bông gân, dùng bột cúc dùi trống 5 gam uống với rượu, đồng thời giả cây tươi đắp ngoài, đinh nhọt, giả cây tươi, thêm gạo, muối, dùng đắp ngoài 2 đến 3 lần trong ngày. 28. Cúc gai Cúc gai, tên khoa học Silibum marianum, L. Gác, thuộc họ Cúc, Asteraceae Mô tả, cây thảo hai năm cao 30-150cm, có thân thẳng và phân nhánh, có rễ trụ, to, dài và dày. Lá xanh, không có lá kèm, bóng loáng, thường có nhiều đốm trắng dọc theo các gân, mép có răng dạng gai mà gai lại có màu vàng và rất nhọn, các lá phía trên và ở giữa ông lấy thân, các lá ở dưới rất to, có phiến chia thùy và có cúng. Cụm hoa đầu đơn độc rộng 3 đến 8 cm. Lá bắt ngoài và giữa có một phần phụ hình tam giác màu lục thu lại thành một gai to, ở gốc có 4 đến 6 gai nhỏ ngắn hơn ở mỗi bên hoa tía hơi giống nhau đều có năm cánh hoa, năm nhị và bầu một ô với hai lá noãn và hai vòi nhụy phình ở gốc. Quả bế màu đen bóng có viền vàng nhiều hay ít. Ra hoa tháng 5 đến tháng 8 của năm thứ hai. Bộ phận dùng, toàn cây hoặc quả, Heba sơ Nơi sống và thu hái, cây của vùng địa Trung Hải, mọc hoang ở vùng Nam nước Pháp và gần như hoang dại ở phần Nam và Trung Châu Âu, Bắc Phi Châu, Trung và Đông Á Châu đến Bắc và Nam Mỹ ta có nhập trồng, cây ưa đất tốt và mát. Thu hái cây và các cụm hoa rồi phơi khô, khi cần đập lấy quả. Thành phần hóa học, quả chứa glucid mà thành phần là gluco và pento, có các vết của một tanin catechic. Một chất màu, một chất đắng, một chất cây. Có tinh dầu, các chất histamin và tyramin, còn có một phytomen. Các hoạt chất của quả là các flavoligan, silibin, silidan có khi người ta gọi siliman, thì đó là hỗn hợp của các chất trên. Tính vị, tác dụng, vị đắng, tính hàng, toàn cây có tác dụng hạ nhiệt, cầm máu, trừ lị, quả làm tăng áp huyết, làm giảm các cơn đau suyễn và ho. Đau gan Công dụng, chỉ định và phối hợp, cây dùng chữa thủng ngứa và mụn nhọt sưng đau. Quả dùng trị viêm gan và lá lách, sỏi mật, hoàng đảng, ho lâu năm. 29. Cúc hoa trắng, cúc hoa trắng, bạch cúc, tên khoa học Chrysanthemum morifoli ramat. C. Sinus sabin, thuộc họ cúc Asteraceae. Mô tả: cây thảo cao 60 đến 90 cm hay hơn, gần hóa gỗ, có cành mọc đứng. Lá xoan hay ngọn giáo, dài 5 đến 7 cm, có lớp lông trắng trắng, rậm ở mặt dưới, có răng hay nguyên. Đầu hoa rộng 1,5 đến 5 cm, có lưỡi trắng hay xanh lam, đĩa hoa vàng, với một bao chung gồm các lá bắt hình giải có lớp lông trắng. Mùa hoa tháng 9 đến tháng 11 Bộ phận dùng, hoa, Phlo thường gọi là cúc hoa nơi sống và thu hái, cây được nhập trồng từ lâu làm cây cảnh và lấy hoa làm thuốc nhưng không phổ biến bằng cúc hoa vàng. Hái hoa lúc mới chớm nở, phơi nắng nhẹ hoặc phơi trong râm, nếu dùng ngay thì nên dùng tươi. Muốn để lâu thì quay cót, xong hơi diêm sinh độ 2 đến 3 giờ thấy hoa chín mềm là được sau đó đem nén độ một đêm thấy nước đen chảy ra, đem phơi nắng hoặc sấy nhẹ ở 40 đến 50 độ tới độ ẩm dưới 13%. Cần bảo quản nơi khô ráo, định kỳ sông diêm sinh. Thành phần hóa học, cúc hoa trắng chứa tinh dầu, là nguồn chiết xuất Crisen. Còn có các glucosid acacin, cosocin, Crisen và Crisendo. Tính vị, tác dụng, vị ngọt hơi đắng, tính hơi hàn, có tác dụng tán phong thanh nhiệt. Mát gan, sáng mắt, công dụng, chỉ định và phối hợp, hoa thường dùng để pha với trà hay ngâm rượu uống, thường dùng chữa phong nhiệt cảm mạo, đau đầu, tăng huyết áp, chống mặt nhức đầu, mắt đỏ sưng đau, chảy nước mắt. Liều dùng 9 đến 15 g, dạng thuốc sắc, dùng riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác. Dùng ngoài rửa, giả tươi đắp mụn nhọt, sưng lở. 30. Cúc hoa vàng, cúc hoa vàng, kim cúc, hoàng cúc. Tên khoa học Chrysanthemum indicum L. thuộc họ Cúc, Asteraceae. Mô tả: Cây thảo sống hàng năm hay sống dai. Thân cứng cao tới 1 mét, phân cành ở ngọn. Lá mọc so le, có thùy sâu, mép có nhiều răng, không cuốn. Cụm hoa hình đầu, ở nách lá hay ở đỉnh cành, đường kính 1 đến 1,5 cm, cuống dài 2 đến 5 cm. Lá bắt xếp 3 đến 4 hàng. Các hoa vòng ngoài hình lưỡi xếp 2 vòng các hoa ở trong hình ống, màu vàng. Quả bế, có màu lông. Mùa hoa quả tháng 10 đến tháng 12 cho đến tháng 5 năm sau. Bộ phận dùng, cụm hoa, Floor thường gọi là giả cúc hoa. Nơi sống và thu hái, cây gốc ở miền Đông Á, thường được trồng làm cảnh lấy hoa ướp trà và làm thuốc. Có thể trồng dễ dàng bằng đoạn thân vào mùa xuân. Lúc trời khô ráo, hái hoa đem sông Lưu Huỳnh kỹ xong nén chặt độ một đêm, khi thấy nước chảy ra đen là được, sau đó phơi nắng nhẹ, khoảng 3 đến 4 nắng, hay sấy ở 40 đến 50 độ C đến khô. Nếu trời râm thì ban đêm phải sấy lưu huỳnh. Bảo quản ở chỗ khô ráo. Thành phần hóa học, cây chứa tinh dầu, trong đó có crisol, crisenthol, còn có jeju hantan, a, acacin, linarin, chrysent. Chất màu của hoa là do có crisenthen còn có lutelin dưới dạng glucosid, các hydrocan. Hạt chứa 15,8% chất dầu nửa khô. Tính vị, tác dụng, cúc hoa vàng có vị đắng, cay, tính hơi hàn, có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Công dụng, chỉ định và phối hợp, ở Trung Quốc, người ta dùng chữa mụn nhọt sưng đau, đinh sang ung thủng, mắt đỏ sưng đau, đau đầu chóng mặt. Ta thường dùng trong các trường hợp phòng cảm lạnh. Cúng, viêm não, viêm mũ da, viêm vú, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, huyết áp cao, đau mắt đỏ, chảy nhiều nước mắt, viêm gan, kiết lỵ. Dùng ngoài trị đinh nhọt, rắn cắn, chấn thương bầm dập. Cách dùng: ngày dùng 8 đến 12 g hoa hoặc 15 đến 20 g cành lá sắc uống. Dùng ngoài giả tươi đắp không kể liều lượng. Có thể hãm uống giải độc rượu. Đơn thuốc: cảm mạo phong nhiệt, cúc hoa 12 g, củ sắn dây 12 g lá dâu tầm 12g, rễ lau 12g, bạc hà 5g, cam thảo 5g, sắc uống, ngày 1 thang. Phòng cảm cúng, cúc hoa, cành, lá, diếp cá, kim ngân dây, mỗi vị 30g, đun sôi với 500ml nước còn 200ml. Lọc lấy nước, uống mỗi lần 20ml, ngày 3 lần. Đinh nhọt, cúc hoa, bồ công anh, tử hoa địa đinh 30g, kim ngân 60g, sắc uống các loại mụn nhọt. Viêm tuyến vú, mụn nhọt sưng, nóng đỏ đau chưa lên mũ, cúc hoa, hoa, lá, cành, 20g khô hoặc 60 đến 80g tươi, kim ngân, hoa hoặc dây, 12g, bồ công anh 12g, cam thảo 12g. Sắc kỹ, uống nóng, ngày một thang. Bên ngoài, dùng một nắm lá cúc hoa tươi và ba cây hành tươi rửa sạch, giả nhỏ, thêm vài hạt muối đắp, ngày một lần. 31. Cúc hoa xoắn, cúc hoa xoắn, tên khoa học Inula Kappa, bút ham. SG, Don, DC, thuộc họ cúc, Asteraceae. Mô tả, cây thảo cao 1 đến 2 m phân cành nhiều, thân có lông mềm và cả lông len màu trắng hay vàng nhạt. Lá thun, thoát nhọn, tù ở hai đầu, dài tới 9 cm, rộng 2,5 đến 3 cm, hơi sần sùi hay có lông mềm ở mặt trên, có lông mềm nhiều và màu trắng ở mặt dưới, mép có trăng thưa. Chùi hoa ở nách lá. Hoa đầu gắn khít nhau, dày đặc, rộng 7 đến 8 mm, lá bắt hẹp, hoa ở ngoài là hoa cái hình môi, nhỏ hơn, các hoa lưỡng tính ở phía trong. Quả bế có lông màu trắng. Hoa tháng 4 đến 8, quả tháng 11 đến tháng 12. Bộ phận dùng, toàn cây hoặc rễ, Heba Serradic inule. Nơi sống và thu hái, cây mọc ở nhiều nơi trong các trảng cỏ ở các tỉnh phía bắc nước ta cho đến các tỉnh Tây Nguyên còn phân bố ở Thái Lan, Lào, Ấn Độ, Trung Quốc. Thu hái toàn cây, rễ quanh năm. Rễ rửa sạch, thái phiến, phơi khô, cành lá dùng tươi hay phơi trong râm để dùng dần. Tính vị, tác dụng, vị cây, tính hơi ấm, có tác dụng khu phong, chỉ thống, giảm đau, điều kinh, hoạt huyết, bổ máu, làm ra mồ hôi, trừ đờm, trị hen. Công dụng, chỉ định và phối hợp, thường được dùng trị ho khan. Ho có đờm đau đầu do thần kinh, đau thượng vị, viêm thận phù thủng, lưng gối đau mỏi do phong thấp, đòn ngã tổn thương, đẻ xong bị phù thủng, kinh nguyệt không đều, bạch đới, da dẻ nổi mẫn, lỡ ngứa, trĩ. Dùng rễ khô mỗi lần 20 đến 30 gram sắc nước uống. Để trị bệnh ngoài da, dùng cả cây bỏ rễ nấu nước rửa. Đơn thuốc, ho cảm, đau đầu, cúc hoa xoắn, nhất chi hoàng hoa. Mỗi vị 15 gram, kim ngân hoa 10 gram. Sắc uống. Đau thượng vị, cúc hoa xoắn 15 đến 30g, sắc uống. 32 củ chuối, củ chuối, củ nóng, tên khoa học Calanthe vestita lan, thuộc họ lan, Orchidaceae. Mô tả: cây thảo địa sinh, có lông nhung mềm ở tất cả các bộ phận, với giả hành hình cầu dạng củ to đến 6x4 cm, mang rễ dài và dễ bẻ vỡ. Lá xuất hiện sau khi có hoa, phiến dài 45 cm rộng 10 đến 12 cm, dạng màng, rất nhọn, cuống lá dài 10 cm, dẹp. Cán hoa cao 80 cm, màng hoa ở 10 đến 13 cm về phía ngọn. Hoa trắng hồng hay tím tím. Hoa tháng 1. Bộ phận dùng: củ Pseudobulb Calanthe Vesita. Nơi sống và thu hái: cây gặp ở một số nơi thuộc tỉnh Đồng Nai, Trị An, Gia Định, Chứa Trang. Và cũng thường được trồng làm cảnh còn phân bố ở Myanmar, Indonesia. Công dụng, chỉ định và phối hợp, củ được dùng để chữa đau xương. Người ta giả nát củ và rịt vào phần đau. 33. Cúc lá cà, cúc lá cà, cúc hồng leo, tên khoa học Venonia solanifoli ben, thuộc họ cúc, Asteraceae. Mô tả, cây nhỡ mọc xà, nhánh trường, dài 8 đến 12 mét, thân, lá và cụm hoa đều có lông như nhung, mịn, màu hung. Phiến lá xoan thon, dài 6 đến 15 cm, rộng 4 đến 9 cm, mép có răng thưa không đều, gân chính có lông ở mặt trên, gân phụ 7 đến 8 cặp, cúng 1 cm. Cụm hoa là ngủ thơm, bao chung có lông. Cao 6 đến 8 mm, gốc 8 đến 15 lá bắc có lông dày. Quả bế cao 2 mm, có cạnh, không lông, lông màu màu vàng hung, vòng ngoài có tơ ngắn, vòng trong có tơ dài 5 mm. Ra hoa vào mùa xuân bộ phận dùng, lá, hoa, Folium Venonia solanifoli. Nơi sống và thu hái, thường mọc hoang dại trong các trường thưa, trên các đồi cây bụi ở nhiều nơi như Hà Bắc, Bắc Thái, Hà Tây, Hòa Bình, Ninh Bình. Thu hái lá và hoa quanh năm dùng tươi hay phơi khô dùng dần. Công dụng, chỉ định và phối hợp, dân gian dùng lá sao vàng sắc uống chữa phù khi bị hậu sản. Hoa sắc uống làm sáng mắt. 34. Cúc leo, Cúc leo, dây kẹ, tên khoa học *Micania cordata* Bum, F. B.L. Robinson, thuộc họ Cúc, a Mô tả, dây leo thảo, thân thường có 6 gốc. Lá mọc đối, hình tam giác rộng, dạng tim ở gốc, có răng hay có thùy, nhọn ở đỉnh, có lông mịn nhất là ở mặt dưới, dài 5-15cm, rộng 2-10cm, hơi thon, cúng lá dài tới 8cm hoa đầu tập hợp thành sim dạng ngụ có cuốn, hoa màu trắng hay xanh lục. Dài 5 đến 6 mm. Quả bế nhẵn, dài 3 đến 4 mm, có màu lông trắng. Mùa hoa tháng 8 đến tháng 11, quả tháng 4. Bộ phận dùng, thân mang lá, câu lít cung folium micania. Nơi sống và thu hái, loài của Mỹ Châu, từ Đông Nam Hoa Kỳ tới Paraguay, thường ở trong các rừng thứ sinh ẩm ướt. Cũng phân bố ở Ấn Độ, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, ở nước ta cây mọc ở một số nơi từ Bắc Thái, Hòa Bình tới Đắk Lắc. Bình Thuận, Đồng Nai Thành phần hóa học, giàu vitamin A và C, cũng có vitamin B, công dụng, chỉ định và phối hợp, ở Dominica, người ta dùng thân mang lá hãm hoặc sắc uống trị ỉa chảy. Ở Malaysia, người ta dùng lá vò sát, trị ngứa, ở Java, lá được dùng băng bó các vết thương. 35. Cúc liên chi dạy Cúc Liên Chi dạy, tên khoa học Parthenium histopore L thuộc họ Cúc Asre. Mô tả, cây thảo phân nhánh cao 0,25 đến 1 m thân có rảnh gần như nhẵn. Lá sẽ hai lần lông chim, dài tới 11 cm và rộng tới 6 cm, các lá trên nguyên, mặt trên có lông bột, mặt dưới có lông xám. Đầu hoa có 5 gốc, đường kính 4 đến 8 mm, xếp thành chùy thưa ở ngọn cây, lưỡi hoa màu trắng. Hình thận, nhỏ, hoa nhỏ màu trắng. Quả bế hình trứng ngược rộng, dài cỡ 2mm, có lông ở đỉnh. Cây có hoa quả kéo dài từ tháng 10 đến tháng 6 năm sau. Bộ phận dùng, thân mang lá và lá, Caulic Efolium Folium pateni. Nơi sống và thu hái, gốc ở châu Mỹ nhiệt đới, được phát tán vào nhiều xứ nhiệt đới khác. Ở nước ta, thường gặp cây mọc dại ở nhiều nơi, nhất là ở Hà Nội và các vùng lân cận dọc theo các đường đi các bãi cát. Thành phần hóa học, cây chứa ankaloparthen. Lá và hoa chứa ankaloparthenin. Tính vị, tác dụng, vị đắng, có tác dụng gây chảy nước bọt, làm giảm đau nhức, làm săn da. Công dụng, chỉ định và phối hợp, ở nước ta, cây ít được dùng, nhưng ở một số nước Trung Mỹ như Jamaica, Dominica, người ta sử dụng lá, đem giả ra và trộn với dầu thầu dầu để xác kích thích sự giảm bớt sản dịch thân mang lá hãm hoặc sắc uống để trị chứng tim đập nhanh. Còn được dùng chữa các vết loét, một số bệnh ngoài da như bệnh ép, mụn rộp loang vòng. Các chiết xuất pathen được dùng với liều nhỏ tăng dần từ 100mg đến 2g để giúp sự tiêu hóa, còn pathenin với liều 1g ngày dùng để làm thuốc hạ nhiệt, giảm đau, với liều cao nó gây độc. 36, cúc lục lăng, cúc lục lăng, linh đang hôi, tên khoa học Lajera alata, DC. Sơ cơ hờ Biphasolii -e thuộc họ Cúc, Asteraceae. -si. Mô tả: Cây thảo sống nhiều năm, cao 40-100 đến cm. Thân mập, phần cành tới phần trên có cánh suốt dọc thân. Lá thun dài đến 8 cm, đầu tù, gốc thun dần, mép có răng nhỏ, có lông mịn sát và tuyến tiết. Chùy hoa ở ngọn các nhánh, hoa đầu cao 6-7 đến mm, lá bắt nhiều hàng, nhọn. Quả bế cao 1 mm có lông màu trắng, dài 4 đến 5 mm. Ra hoa từ mùa thu đến đầu mùa xuân. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba Lajureri Alate. Nơi sống và thu hái, cây mọc dại trong các rừng thông, rừng thưa, các sa vàng có ở các tỉnh vùng cao như Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Thái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh cho tới Ninh Thuận, Lâm Đồng. Thu hái cây vào mùa hạ, rửa sạch, dùng tươi hay phơi khô tính vị, tác dụng, vị đắng và cay, tính ấm, có mùi thơm, có tác dụng tiêu thủng trừ độc, tán ứ, giảm đau. Công dụng, chỉ định và phối hợp, thường dùng trị cảm cúm, ho kéo dài, đau thấp khớp, đau lưng, viêm thận, phù thủng, vô kinh, đau bụng trước khi sinh. Liều dùng 15 đến 30 g dạng thuốc, sắc. Dùng ngoài trị mụn nhọt, viêm mô tế bào, tràn nhạt, đau xương, bỏng, eczema. Rắn cắn lấy một lượng vừa đủ cây tươi giả đắp ngoài hoặc đun nước tắm rửa. 37. Cúc mắt cá nhỏ, cúc mắt cá nhỏ, lưỡng sắc Bentham, tên khoa học Dichrocephal Benthimi C.B. thuộc họ cúc, Asparagaceae. Mô tả: cây thảo sống hàng năm, gốc to mang nhiều thân dài 30-40 cm, có lông mềm. Lá không cúng, phiến hình đạn, dài 3-6 cm, rộng 2-3 cm, gốc có tai ong thân gân phụ 3 đến 4 cặp. Chùm hoa ở ngọn màng 9 đến 12 hoa đầu. Hoa đầu hình bán cầu, bao chung trải ra. Hoa rất nhỏ, vòng hoa ngoài cái, hoa ở giữa lưỡng tính. Quả bế dẹp dẹp, cao 1 mm, không có màu lông. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba Dicrochefean Benthimi nơi sống và thu hái, loài của Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam. Ở nước ta, cây mọc từ cùng cao Sapa tỉnh Lào Cai tới vùng thấp trên các bãi cát ở Hà Nội. Tính vị, tác dụng, có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Công dụng, chỉ định và phối hợp, ở Vân Nam, Trung Quốc. Cây được dùng trị viêm gan, trẻ em tiêu hóa không bình thường, mắc quán gà và dùng ngoài trị mụn nhọc lỡ ngứa, trẻ em lỡ miệng trắng. 38. Cúc mốc, cúc mốc, nguyệt bạch, tên khoa học Rosutim Chins, L. Mark S. Cham. Thuộc họ Cúc, Acerate. Mô tả, cây nhỏ, cành non có lông trắng. Lá phía dưới có ba thùy bé hình trứng hay hình thuẫn, các lá phía trên nguyên, gần hình trứng, thường có lông trắng ở cả hai mặt. Cụm hoa hình bông dày đặc ở nách lá. Lá bắt nhiều hàng. Hoa cái ở xung quanh, hoa lưỡng tính ở giữa. Có nhiều vảy hình tam giác có phần dưới dính liền với nhau, tràng hoa cái có 2 đến 3 răng, tràng hoa lưỡng tính có 5 thùy, nhị năm bầu hình trứng ngược, nhẵn. Quả bế hình trứng ngược, hơi cong. Cây ra hoa vào mùa xuân, tháng 12 đến tháng 2, có quả tháng 2 đến tháng 3. Bộ phận dùng: lá, Folium Crosotii. Nơi sống và thu hái: loài của các nước Đông Dương, Trung Quốc, Philippines và Malaysia. Ở nước ta cũng thường được trồng làm cây cảnh. Thu hái lá quanh năm, dùng tươi hay phơi khô. Tính vị, tác dụng: vị cây thơm, tính mát, không độc có tác dụng trị căng hỏa, dưỡng phế khí, làm tan mạng mây, làm sáng mắt, trừ uế khí. Công dụng, chỉ định và phối hợp, được dùng chữa thổ huyết, nục huyết, tất thảy các chứng tiết huyết, chữa sởi gây lở, ù tai và trị ho. Lá nấu nước uống chữa bệnh sung huyết. Còn dùng làm thuốc điều kinh. Ở Philippines, lá và hoa nấu nước uống làm thông hơi. 39. Cúc mộc Cúc mộc, Săn ớt cao, tên khoa học Essensum bloom, thuộc họ Viễn chí (Polygonaceae). Mô tả: Cây gỗ cao 12-15 cm. Lá hình ngọn giáo, nhọn ở gốc và ở đầu, bóng loáng ở mặt trên, dài, dài 6-11 cm, rộng 25-40 mm. Hoa trắng, thành bông đơn, ở nách lá hay thành chùy phân nhánh ở ngọn. Lá đài năm, cánh hoa năm, cánh hoa ngoài hẹp, lường có lông mặt ngoài và rìa lông. Nhị tám, bầu không lông, vòi nhụy có lông. Quả tròn to 1,5 cm. Ra hoa tháng 12 đến tháng 3, có quả tháng 7. Lá và cụm hoa, hoa, quả. Bộ phận dùng, quả, cơ santhophyllii. Nơi sống và thu hái, loài của Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia, Indonesia. Ở nước ta, thường gặp ở rừng tỉnh Đồng Nai. Công dụng, chỉ định và phối hợp chỉ mới biết quả có độc. 40 cúc móng ngựa, cúc móng ngựa, kim tâm, tên khoa học Pittasites japonis, sai. Eduser. F. smith, thuộc họ cúc, Asteraceae. Mô tả: cây thảo sống nhiều năm, có thân dạng ngắn rồi đứng cao 7 đến 25 cm. Lá ở gốc có phiến hình bán nguyệt, to, gốc hình tim, gần chân vịt, mép có răng nhọn. Lá ở trên thân hẹp dài và có mép nguyên. Ngu hoa ở ngọn thân, đầu hoa cao 6 đến 8 mm có cuốn dài 1 cm, lá bắt một hàng. Toàn hoa hình ống. Quả bế có màu lông mịn, hơi hung, dài 1,5 cm. Bộ phận dùng, rễ dạng thân, Radix pitacity. Nơi sống và thu hái, cây mọc dựa rạch trong rừng ẩm núi cao miền Bắc Việt Nam. Tính vị, tác dụng, có tác dụng giải độc, khử ứ, công dụng, chỉ định và phối hợp, ở Trung Quốc, rễ thường dùng ngoài trị đòn ngã tổn thương, gãy xương và trắng cắn. Ghi chú, còn một loài cúc móng ngựa, Titasip officina muen. Của châu Âu, là cây thảo sống lâu năm ở chỗ ẩm ướt, có lá rất lớn, 50cm, tròn dạng tim. Ta có nhập trồng. Rễ và thân rễ được sử dụng làm thuốc. Thân rễ chứa các lát tân và các ester ancol là pitason và isopensone chất pitacin là một chất chống co thắt hoạt động hơn papaver, cùng được chiết từ thân rễ. 41. Cúc mui, cúc mui, sài lan, sài lông, thu thảo, tên khoa học procumben L, thuộc họ cúc, Acerae. Mô tả, cây thảo sống lâu năm. Thân có lông trắng dày, mọc bò sát mặt đất. Lá mọc đối, có lông ở cả hai mặt, mép có răng to, nhọn, không đều. Cụm hoa hình đầu, mọc ở ngọn thân, trên một cán dài 20 đến 30 cm. Hoa cái hình môi, màu trắng, hoa lưỡng tính hình ống, màu vàng. Quả bế còn lông. Màu lông do 10 lông to dài và 10 lông ngắn. Cây ra hoa, kết quả tháng 4 đến 6 và tháng 8 đến tháng 12. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba tridacic procumbin nơi sống và thu hái, cây gốc ở Trung Mỹ được truyền vào nước ta, nay mọc hoang ở bờ đường, bãi cỏ, đất hoang, đồi núi để làm thuốc, thu hái toàn cây quanh năm, dùng tươi hay phơi khô. Công dụng, chỉ định và phối hợp, thường được dùng trong phạm vi dân gian làm thuốc sát trùng. Chữa sưng tấy thay vị xài đất. Ở Campuchia, cây dùng làm thuốc, 42, cúc nghệ nâu, cúc nghệ nâu, duyên cúc, tên khoa học Corepi Tintorianu, thuộc họ cúc, Asrei. Mô tả, cây thảo mọc hàng năm, cao 0,70 đến 1 m Lá kép với các lá chét hình giải cụm hoa đầu to 1,5 đến 5 cm ở ngọn, trên cuốn dài, hoa ngoài 7 đến 8 cái màu vàng có đốm đậm ở gốc, trên một đế chung, màu nâu vàng ánh, hoa ở giữa hình ống màu vàng. Quả bế dẹp, dài. Không có mỏ. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba Corepi Tintoria. Nơi sống và thu hái, loài cây của Bắc Mỹ. Ta có nhập trồng ở các tỉnh Tây Nguyên, có thể trồng ở các bồn hoa hoặc trong chậu nhân giống bằng hạt, gieo vào mùa thu hay mùa xuân. Tính vị, tác dụng, vị ngọt, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hóa thấp. Công dụng, chỉ định và phối hợp, ở Vân Nam, Trung Quốc. Cây được dùng trị lị, cấp và mạng tính, mắt đỏ sưng đau, ung sang thủng độc. 43. Cúc Tam Thất, Cúc Tam Thất, Thổ Tam Thất, Bạch Trục Nam tên khoa học Ginra Segum, Lao. Me, dề, Japonica, Thuông. Yuel, thuộc họ Cúc, Aserey. Mô tả, cây thảo sống lâu năm, cao 50 đến 110 cm, lúc non màu tím tía. Rễ mầm tròn, trong có chất bột màu trắng, lúc tươi hơi có nhớt. Lá mọc so le xích nhau, phiến xoan, dài 10 đến 25 cm, rộng 5 đến 10 cm, sẽ thùy lông chim không đều, mép có răng to thưa. Trên mặt lá đôi khi có nhiều đốm tím, cuống dài 2 đến 4 cm, có tai như lá kèm, hình buồm rộng. Cụng hoa đầu màu vàng sẫm đến vàng cam, có cuốn dài, có lá bắt nhỏ, bao chung cao 1 đến 5 cm với vài lá bắt phía ngoài nhỏ. Quả bế có lông màu trắng. Hoa tháng 9 đến tháng 10, quả tháng 4 đến tháng 6. Bộ phận dùng, rễ cũ, Radix Ginner có tên là Cúc Tam Thất Nơi Sống và Thu Hái, loài phân bố ở Trung Quốc. Nhật Bản Ở Việt Nam, cây thường mọc hoang ở vùng chân núi đồi cỏ hoặc bãi bằng ở nhiều nơi miền núi và cũng được trồng để lấy củ làm thuốc thu hái quanh năm rửa sạch thái miếng phơi khô khi dùng sao vàng thành phần hóa học trong củ có sensipin và sensifin tính vị tác dụng vị ngọt tính ấm có tác dụng hoạt huyết tán ứ cầm máu tiêu sưng công dụng chỉ định và phối hợp chữa bị thương ứ máu sưng đau thổ huyết sau khi đẻ đau huyết khí người ta sử dụng nó như vị tam thất, vì vậy mà có tên trên. Liều dùng 6 đến 12 gram, dạng thuốc sắc. Ta thường dùng chữa bệnh phụ nữ có mang chán cơm, hay người gầy nóng ruột háu đói mà nhát ăn, có tác dụng bổ tỳ vị gần như bạch trượt, nên có tên gọi là bạch trượt nam. Dùng ngoài giả nhỏ đắp chữa sưng đau, mụn nhọt, rắn cắn. 44. Cúc tần Cúc tần, tên khoa học Lucia Indica, L. led thuộc họ Cúc, rây Mô tả, cây bụi cao 1 đến 2 mét, cành mảnh. Lá mọc so le, hình gần bầu dục, hơi nhọn đầu, gốc thun dài, mép khía răng. Cụm hoa hình ngù, mọc ở ngọn các nhánh. Đầu có cuốn ngắn màu tim tím, thường xếp 2 đến 3 cái một, lá bắt 4 đến 5 dây, hoa cái xếp trên nhiều dây, hoa lưỡng tính ở phía giữa. Quả bế hình trụ thoi, có 10 cạnh. Toàn cây có lông tơ và mùi thơm ra hoa quả vào tháng 2 đến tháng 6. Bộ phận dùng, cành lá và rễ, Ramnulus etradic indica. Nơi sống và thu hái, loài cây của vùng Ấn Độ, Malaysia, mọc hoang và cũng được trồng ở đồng bằng làm hàng rào cây xanh. Trồng bằng cành vào mùa xuân, mùa thu. Để dùng làm thuốc, người ta thu hái các bộ phận của cây quanh năm. Tốt nhất vào mùa hè, thu. Rửa sạch, dùng tươi hay phơi khô dùng dần. Thành phần hóa học: trong lá có tinh dầu và axit chlorogen. Trong lá tươi có 5,7% protein, 1% lipid, 5,1% cellulose, 2,3% tro, 197 mg K, 2,3 mg P, 5 mg Fe, 4,6 mg Caroten, 15 mg Vitamin C. Tính vị, tác dụng: cúc tần có vị hơi đắng, cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng tán phong hàn, lợi tiểu, tiêu độc, tiêu ứ, tiêu đờm sát trùng, làm ăn ngon miệng, giúp tiêu hóa. Ở Ấn Độ, người ta cho rằng rễ và lá làm xe, giải nhiệt, giảm sốt. Công dụng, chỉ định và phối hợp người ta thường thu lá non dùng ăn như rau sống. Cành, lá, rễ thường dùng trị cảm mạo, nóng không ra mồ hôi, bí tiểu tiện, phòng thấp tê bại, đau nhức xương, đau thắt lưng, trẻ em ăn uống chậm tiêu. Dùng ngoài trị chấn thương, gãy xương. Bông gân và trị ghẻ ở Trung Quốc, còn dùng chữa viêm hạch bạch huyết dạng lao cổ. Ở Thái Lan, toàn cây được dùng ngoài trị bệnh về da, lá tươi được dùng trị bệnh trĩ, công dụng, chỉ định và phối hợp, ngày dùng 10 đến 15 g cành lá hoặc 6 đến 8 g rễ khô sắc nước uống. Nhân dân thường dùng nấu nước sông giải cảm, có khi lấy rễ phơi khô sắc uống giải sốt nóng. Lá non và đọt non giả nhỏ trộn với rượu đắp chữa đau nhức xương. Rễ nấu nước uống làm ra mồ hôi trong, bệnh sốt rét. Ở Trung Quốc, Quảng Châu, người ta dùng lá tươi giả nát, trộn với bột gạo và đường làm bánh cho trẻ con ăn để cho ấm dạ dày và trừ cam tích. Để trị ghẻ, dùng cành lá nấu nước tắm. Để trị chấn thương, bông gân, dùng lá tươi, rửa sạch, giả nát đắp vào. Đơn thuốc, thấp khớp, đau nhức xương, dùng rễ cúc tầng 15 đến 20 g Sắc nước uống. Có thể phối hợp với rễ trinh nữ 20 g rễ bưởi bung 20 g Đinh lăng 10g, cam thảo dây 10g, sắc nước uống, cảm sốt, nhức đầu, ho, không có mồ hôi, dùng cúc tần 2 nắm, lá xả 1 nắm, lá chanh 1 nắm, sắc sông và uống nóng, đắp chăn cho ra mồ hôi. 45. Cúc trừ trùng, cúc trừ trùng, tên khoa học Sineria livid. Pritham cinerifutevic thuộc họ cúc Asteraceae. Mô tả: cây thảo sống dai, 6 đến 12 năm, cao 50 đến 60 cm mọc thẳng, hóa gỗ ở phần dưới, tròn, có khí dọc, nhất là ở phần trên, có lông măng mềm trông như bông, thân phân cạnh đơn chủ yếu là ở phía dưới. Lá mọc so le, các lá phía dưới to, có thể dài tới 20cm. Rộng 6cm, có cuốn dài ông thân, phiến lá chia ra thành 7 đến 9 đoạn so le, thon hẹp về phía gốc, chia thùy sâu, các thùy tạo thành những răng to, nhọn và không đều, về phía trên thân, các lá đơn giản hóa về hình dạng, giảm số lượng và các phần phân chia của các đoạn. Cụm hoa là những đầu ở ngọn các nhánh, đơn độc, rộng 4 đến 5 cm. Lá bắc của bao chung màu nâu nâu, kết hợp. Hình giải, dài dần từ ngoài vào trong, các lá bắc ngoài nhọn, các lá bắc trong tù hay cục. Đế hoa trần, lồi, gần như hình bán cầu. Hoa cánh hợp, các hoa phía ngoài hình, lưỡi, màu trắng, các hoa ở giữa hình ống, màu vàng. Quả bế, hơi cong, hình lăng trụ, với năm cạnh và năm mặt, quả mang một vòng nhỏ dạng màng nằm trên bầu, cao bằng một phần sáu quả bế. Hạt không có nội nhũ, mầm thẳng. Bộ phận dùng, các đầu hoa hoặc rễ, Capitum seradicrysen Nơi sống và thu hái, gốc ở châu Âu được trồng ở nhiều nước châu Âu, ở Úc, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Ta cũng nhập trồng. Người ta trồng đến năm thứ ba mới thu hái cụm hoa, phơi khô. Có thể thu hoạch trong vòng 10 đến 20 năm. Rễ thu hái quanh năm, rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô. Tán thành bột, bảo quản nơi khô. Càng kín càng tốt. Thành phần hóa học có sáp, paraffin, choline, phytosterol, tinh dầu, dầu nguyên, prithone. Hoạt chất chính là hỗn hợp X có tính chất diệt trùng là prithone 1 và prithone 2, có hàm lượng từ 0,2 đến 1,2% tỷ lệ giữa thân 1 và 2 là 2 phần 3. Còn có Crisan và Crisen. Tính vị, tác dụng, cúc trừ sâu ít độc đối với người và động vật có máu nóng khi dùng uống trong hay hút hơi sông. Nhưng có độc khi tiêm qua mạch máu, lại rất độc đối với động vật có máu lạnh, côn trùng và động vật không xương sống khác. Công dụng, chỉ định và phối hợp, dùng uống trong trị dung đũa, sáng sơ mít, dung tóc, dung móc, dung kim. Thường dùng dưới dạng tri thân viên. 1 đến 2 mg đối với người lớn, 5 đến 6 mg đối với trẻ em, uống lúc đói, 3 đến 10 ngày liên tiếp, dùng ngoài diệt cháy rận ghẻ. Có thể dùng bột hoa hay rễ hoặc cùng chiếc rễ, 100 g rễ trong 500 g cùng 80 độ, làm thuốc đuổi muỗi, có thể phối hợp với bột và nhựa để làm hương và bôi da để trừ cháy rận. Người ta thường dùng dưới dạng nhũ dịch để diệt sâu cho cây trồng, hòa một phần bột hoa hoặc 2 phần bột rễ và hoa vào 8 phần nước xà phòng đem nấu thêm ít dầu vừng thì tác dụng mạnh hơn. Phun lên những cây bị sâu bò phá hoại. Đơn giản hơn thì pha 20 gram bột hoa, bột trễ cúc trừ sâu vào 3 lít nước, đun cho hơi nóng rồi phun lên nơi có sâu. 46. Cúc vạn thọ Cúc vạn thọ, tên khoa học Tết Eretta L thuộc họ Cúc, Asrei. Mô tả, cây thảo mọc đứng, cao 0,6 đến 1 mét, phần nhánh thành bụi có cành nằm trải ra. Lá sẽ sâu hình lông chim, các thùy hẹp, dài, nhọn, khí răng cưa. Đầu hoa tỏa tròn, rộng 3 đến 4 cm hay hơn, mọc đơn độc hay tụ hợp thành ngù, lá bắc của bao chung hàng liền với nhau, hoa màu vàng hay vàng cam. Màu lông gồm 6 đến 7 vẫy rời nhau hoặc hàng liền nhau. Hoa ở phía ngoài hình lưỡi nhỏ xòe ra, hoa ở phía trong hình ống và nhỏ. Quả bế có 1 đến 2 vẫy ngắn. Cây ra hoa vào mùa đông cho tới mùa hạ. Bộ phận dùng hoa, lá và rễ, flor, folium Nơi sống và thu hái, loài cây của Mỹ Châu Nhiệt Đới, Mexico, được trồng làm cảnh nhưng cũng thuần hóa ở chỗ nóng, ẩm và sáng. Trồng bằng ngọn hay mầm nách, cũng có khi gieo hạt. Thu hái hoa vào mùa xuân, hè, phơi khô ngoài nắng. Thu hái lá quanh năm, thường dùng tươi. Thành phần hóa học, toàn cây chứa 0,01% tinh dầu ở mẫu khô lên đến 0,06, có mùi thơm, mà thành phần gồm có dờ limon, oxymen, l-linalin acet, l-linalon, và nonanan. Hoa chứa chất màu là questentin, từ các cánh hoa khô, người ta đã chiết được questentin và một glucosid của questentin. Tính vị, tác dụng, cúc vạn thọ có vị đắng, mùi thơm, tính mát, có tác dụng tiêu viêm, làm lông đờm, trị ho. Có tác giả cho là cây có tác dụng thông khí trị ho, lá làm mát phổi gan, giải nhiệt, còn hoa thanh tâm, gián hỏa, tiêu đơm. 47. Cúc vạn thọ lùng Cúc vạn thọ lùng, tên khoa học Tết Patula L thuộc họ Cúc, Asteraceae. Mô tả, cây cao 30-50cm. Thân đứng, phân nhánh thành bụi có cành nằm trải ra. Lá nhẵn, sẽ lông chim, có thùy hẹp, dài nhọn, khí răng cưa, răng trên cùng kết liệu bằng một mũi nhọn. Hoa đầu đơn độc, có cuốn dài, dày, phình và rỗng ở dưới đế hoa, bao chung gồm những lá bắt nhọn, hàng liền nhau. Hoa con của vòng ngoài phát triển thành lưỡi nhỏ xòe ra, hoa ở giữa hình ống và nhỏ. Ra hoa vào mùa đông, mùa xuân, có khi cả mùa hạ. Bộ phận dùng, lá, folium tajet patule. Nơi sống và thu hái, nguyên sản ở Mexico, được nhập trồng làm cảnh. Người ta đã tạo ra nhiều giống trồng cao hay thấp, có hoa đơn hay hoa kép công dụng, chỉ định và phối hợp, ở Dominica, nước sắc lá dùng uống để làm dịu các cơn đau bụng. 48. Củ đậu, củ đậu, củ sắn, tên khoa học Pachyrhizus erosus, L, thuộc họ đậu, pha bay. Mô tả, cây thảo có thân cuốn, có rễ nạc dạng con quay. Lá kép có ba lá chét hình thoi, mỏng, nhẵn, có mũi nhọn ngắn, các lá chét không cân. Hoa màu mận hay tím nhạt, xếp thành chùm dài ở nách quả dài, hơi có lông, không cúng, có nhiều rãnh ngang sâu ngăn ra nhiều ô hạt 4 đến 9, dạng lăng kính. Màu hung Ra hoa vào tháng 4 đến 5, có quả tháng 11 đến tháng 12. Bộ phận dùng, củ, hạt và lá, radix, semen et folium patiri erosi. Nơi sống và thu hái, gốc ở Mỹ châu nhiệt đới, được trồng khắp viễn đông để lấy củ ăn sống hay xào nấu làm rau ăn. Trồng bằng hạt, Thời gian từ lúc hạt nảy mầm đến khi thu hoạch củ là 110 đến 120 ngày. Thành phần hóa học: củ đậu chứa 1% protein, 6% glucid, 6mg vitamin C, lá chứa pachiri, hạt chứa roten và pachiri, pachirihin, erucin và hai saponin trong hạt đều là những chất độc. Tính vị, tác dụng: củ đậu có vị ngọt nhạt, tính mát. Ăn sống thì giải khát, nấu ăn thì bổ ích trang vị. Hạt rất độc lá cũng có độc đối với động vật. Công dụng, chỉ định và phối hợp, củ đậu dùng xào với thịt, tôm, tép, nấu thay rau ăn ngon miệng. Người ta còn dùng củ đậu kho với thịt, hầm thịt, làm nộm, làm nhân bánh đa nem, lẫn với thịt nạc băm, thịt cua biển, thịt tôm tươi và mộc nhĩ, bún tàu làm nhân bánh xèo. Phụ nữ thường dùng củ đậu tươi thái lát, xoa hoặc ép lấy nước để bôi mặt cho mịn da, khỏi nước nẻ củ đậu khô có thể tán bột dùng làm phấn bôi mặt, xoa rôm sảy. Hạt cây củ đậu chỉ dùng giả nhỏ nấu với dầu vừng để nguội bôi chữa ghẻ. Có thể phối hợp với quả bồ hòn và hạt máu chó. Lá cây chỉ dùng chữa bệnh ngoài da chứ không được uống trong. Ở Ấn Độ, người ta dùng hạt giả nhỏ cho vào nước để giúp cá. Hạt tán bột đắp trị bệnh ngoài da cũng như chứng nổi rôm, có khi chúng được dùng như thuốc nhuận tràng và trị dung. 49. Cù đề Cụ đề, tên khoa học Berenia Vitic Idea, Bung. F. C. C. Fischer, B. Ramonit Muen, Ác, thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae). Mô tả, cây bụi cao 0,5 đến 3 m không lông, nhánh ngắn, dài 5 đến 7 cm, màu đo đỏ còn non. Lá xếp hai dãy, phiến xoan bầu dục, dài 2 đến 2,5 cm, mặt trên xanh đậm, mặt dưới xanh mốc mốc, gân phụ 3 đến 5 cặp, cúng 2 mm, lá kèm 1 đến 2 mm. Hoa được 2 đến 3 ở nách các lá dưới. Hoa cái cô độc ở phần trên, đài hình chuông, nhị ba. Quả đỏ, to 5 đến 6 mm. Bộ phận dùng, lá và vỏ, Folium Ecotet Brenia. Nơi sống và thu hái, cây ưa sáng, mọc ở bờ mương, lùng bụi vùng thấp đến các rừng rụng lá ở độ cao 1,000 m khắp trung bộ và nam bộ của nước ta tới tận đảo Phú Quốc còn phân bố ở Ấn Độ, Philippines, Malaysia. Thành phần hóa học, rễ chứa cytosol. Tính vị, tác dụng, vỏ làm xe. Công dụng, chỉ định và phối hợp, ở Ấn Độ, vỏ và lá khô tán bột làm thuốc hút khi bị sưng lưỡi gà và hạch hạnh nhân. 50. Cù đèn Cù đèn, tên khoa học Croton Oblifufiroc, thuộc họ thầu dầu, Ophiobia. Mô tả, cây nhỡ cao 3-4 mét, có nhánh to, vặn, sần sùi, có lá ở ngọn. Lá mọc so le hoặc ba cái một, khi rụng để lại những sẹo xích nhau hình bán cầu, phiến lá dài 9 đến 10 cm, rộng 4 đến 5 cm, nhạt màu ở cả hai mặt, mặt trên nhẵn, mặt dưới có nhiều lông hình khiên khi còn non, rồi thì nhẵn. Nhưng có những chấm đen, mép hơi có răng với một chấm tuyến ở mỗi răng. Hoa xếp 1 đến 3 bông ở ngọn dài 15 đến 30 cm, ở gốc mỗi bông có hoa cái mọc thưa, ở ngọn có hoa được mọc dày. Hoa được có 14 đến 15 nhị, hoa cái với bầu có 6 núm nhụy. Quả nang, hình trứng ngược, cao 9 mm, rộng 7 đến 8 mm. Hạt hình trứng, lồi hai mặt, màu nâu, hơi bóng oblififo. Nơi sống và thu hái, cây của Đông Dương và Ấn Độ. Mọc hoang phổ biến ở nhiều nơi. Cũng thường được trồng. Có thể thu hái rễ, vỏ và lá quanh năm dùng tươi hay phơi khô dùng dần thành phần hóa học hạt chứa một chất dầu béo tương tự như dầu hạt ba đậu tính vị tác dụng rễ cù đèn có vị hơi ngọt tính ấm có tác dụng thông kinh lạc lợi nguyệt thủy phá thấp trệ tiêu khối tích thư gân cốt chấm dứt sự tê đau lá cù đèn có tính kháng sinh sát trùng vỏ rễ quả và hạt đều có tính sổ vỏ và rễ gây chuyển hóa hạt và dầu hạt có tính tẩy mạnh và xem như là có độc. Công dụng, chỉ định và phối hợp, rễ được dùng chữa đau lưng, nhức xương thấp, bốn mùa, cảm mạo, đau bụng. Gỗ có khi được dùng thay rễ, là dùng đắp chữa trắng rết cắn. Người ta dùng lá cù đèn non phối hợp với lá đại bi, dầu mè và tầm gửi nấu nước tắm ghẻ. Buổi sáng, vừa ngủ dậy, lấy từng nắm lá thuốc đã nấu kỹ trà sát vào các nốt ghẻ phối hợp với các loại thuốc khác để nấu nước chữa bệnh về gan. Ở Ấn Độ, người ta dùng vỏ rễ, quả và hạt làm thuốc trị rắn cắn. Vỏ dùng đắp ngoài bó chặt và dùng uống trong trị bệnh đau gan. 51. Cù đèn Delphi Cù đèn Delphi, tên khoa học Croton Delphi Gagen, thuộc họ thầu dậu, Erfuhobia. Mô tả, cây gỗ nhỏ nhưng cũng có thể cao đến 15 mét, nhánh có lông hình khiên màu gỉ sắt. Lá có phiến thon, to, dài 15 đến 20 cm, mép có răng nằm thưa, không lông, gân phụ 12 đến 15 cặp, cũng không có tuyến. Bông đứng từ ngọn nhánh, cao 20 đến 30 cm, hoa đực có 5 cánh hoa trắng, 10 đến 11 nhị. Chỉ nhị có lông, bầu có 3 vòi nhụy chẻ hai từ giữa. Quả nang to 9 mm. Bộ phận dùng, lá, vỏ cây, folium ecotec rotundelpi. Nơi sống và thu hái, cây mọc trong rừng thường xanh và cả ở rừng hỗn giao hay rừng còi từ thấp đến 1.000m, thuộc các tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai. Công dụng, chỉ định và phối hợp, dân gian dùng chữa đau lưng, nhức xương, tê thấp,